Xin chào các bạn, hôm nay mình chia sẻ với các bạn về cách làm món nồng non xào xả ớt các bạn nhé. Đây là sản phẩm của mình sau khi làm xong đấy. Wow, rất ngon đấy các bạn ơi. Lòng rất là săn và mùi vị rất là thơm và hấp dẫn đấy ạ. Sau đây thì mình chia sẻ cách làm các bạn cần phải chuẩn bị, đó là nồng non, lòng non. Đây là hành lá, tỏi, xả và ớt ạ. Đấy, và những cái nguyên liệu và gia vị đi kèm thì đó là giấm để mình rửa lòng đấy ạ, muối trắng, một chút xíu nước mắm để mình xào lòng hoặc bột canh. Thì bây giờ trước khi đi làm thì mình sẽ sơ chế lòng các bạn nhé. Thì trước hết thì mình sẽ đi cho giấm này. Thì các bạn nên nhớ là khi mà mình chọn lòng ấy, mình sẽ chọn cái đoạn lòng nó dày ấy, thì sẽ ngon ạ. Mình cho giấm và một chút muối, tức là các bạn có thể cho khoảng 2-3 thìa giấm vào một muỗng muối đầy để mình bóp để cho nó hết nhớt đấy, nhớt và cái hôi của lòng. Thì các bạn cứ bóp đi bóp lại một lúc cho đến khi nó tan hết cả muối đi ấy. Đấy, các bạn đấy là chọn cái đoạn lòng nó nhỏ và dày như vậy thì nó sẽ ngon. Đấy thì các bạn cứ bóp trộn như vậy, sau đó mình mang đi mình rửa cho nó sạch nhá, rửa 2-3 lần cho nó sạch đi các bạn ạ. Các bạn cứ để cả đoạn dài này, các bạn rửa cho nó sạch cái nước mình vừa làm xong đi. Khuôn bếp và các bạn chỉ cần lấy cái đũa các bạn khoáng khoáng nó lên thôi, bởi vì sau mình phải rửa một lần nữa các bạn ạ. Đấy thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị một cái âu nước nó lạnh lạnh, một cái nước và giá một chút là được, để cho mình thả vào cho nó trắng, cho nó cứng cái lòng lại thì để các bạn thái cho nó dễ. Đấy, sau khi mình ngâm nó nguội đi rồi mình vớt ra và sau đó để mình thái các bạn nắn một. Tức là khi làm món này thì các bạn có thể là sơ chế cái làm này thì cũng rất là dễ. Các bạn làm như vậy, sau đó là các bạn nếu mà chiên thì các bạn cũng làm như vậy nhé. Đấy thì sau đó là mình sẽ đi thái ra. Các bạn có thể để cặp đôi hoặc ba các bạn thái cũng được. Tức là mình có thể thái đoạn từ 2 đến 2,5 cm. Đấy, các bạn là thái như vậy. Mình thái sau đó là mình vẫn còn phải bóp muối để mình rửa một lần nữa các bạn nhé. Đây là mình mới trần để cho nó cứng cái lòng ấy. Lòng da của mình nó cũng hơi cuồn một chút. Thì sau khi mà các bạn đã thái xong rồi thì mình sẽ cho vào như thế này và mình sẽ lại bóp muối và giấm một lần nữa. Đấy, các bạn nhìn thấy nó còn vẩn đúng không ạ? Thì khi mà các bạn bóp thế này thì nó sẽ không bị, nó thì chỉ nó sẽ cực kỳ sạch luôn, vì khi đấy mình sẽ cắt từng đoạn ngắn rồi mà. Cho nên là ngay từ lần đầu tiên mình trần cái nước sôi thì các bạn chỉ cần đun sôi và các bạn trần lên thôi nhé. Đấy, các bạn bóp như vậy thì nó rất là sạch và mình lại mang đi mình rửa. Đấy,
Đấy, sau khi mà mình đã rửa sạch rồi thì bây giờ mình cho để cho nó ráo nước một chút, và các bạn có thể là bóp nó đi. Đấy, sau đó là mình ướp một xíu gia vị và một xíu nước mắm, tức là khoảng một thìa sữa chua nhỏ, tức là chỉ khoảng 1/2 thìa sữa chua nhỏ thôi, là gia vị, và một xíu một nửa thìa nước mắm thôi ạ. Các bạn trộn đều lên, và bây giờ mình sẽ cho thêm một xíu bột nghệ vào cho nó có màu các bạn nhé. Và các bạn có cái dầu điều ấy, các bạn ướp cũng được. Bột nghệ vào. Còn tỏi thì các bạn đập dập lấy 1-2 nhánh, với cả một ít sả các bạn đập dập á, các bạn thái nhỏ ra là các bạn ướp ấy. Còn cái đầu là chắc mình thái dài để mình cho vào chiên. Đấy, các bạn trộn đều lên rất là thơm này. Thế mình cho thêm một xíu bột nghệ đấy các bạn ạ. Và các bạn ướp ở đó khoảng từ 10 đến 15 phút, hoặc từ 5 đến 7 phút thôi ạ. 10 phút cũng được. Thế còn đâu là cái sả thì các bạn thái một ít, các bạn thái dọc như thế kia. Còn đâu những cái củ tỏi này các bạn đập dập vào thôi. Đấy, và sau đó là mình có cho thêm một chút hành lá. Hành lá ở đây thì mình cắt lên cái cổ này, cắt dài ra này. Đấy, và còn lá hành thì mình cũng cắt ra một cái khoảng từ 2 đến 3 cm, chứ mình cũng không thái nhỏ tí đâu ạ. Sau khi mà mình đã chuẩn bị đầy đủ xong những cái nguyên liệu và gia vị để mình đi làm rồi, thì bây giờ mình quay ra mình xem là cái lòng mình ướp cũng đủ thời gian rồi đấy. Thì bây giờ mình mang đi để xào các bạn nhé. Nếu mà chiên thì các bạn cũng làm như thế này được. Các bạn chiên cho cái này nó vàng lên này, đấy, cái sả nó vàng lên, sau đó các bạn cho lòng vào các bạn chiên. Rất là ngon. Thì không có gì khó khăn thì các bạn cho chảo lên bếp, và đó mình cho dầu ăn vào. Cho dầu ăn vào, sau đó là mình cho sả vào trước, cho sả với cái tỏi ấy vào, mình đảo cho nó vàng lên, thơm lên đã. Các bạn biết là cái món ăn mà có sả có tỏi thì các bạn đã thấy là rất là hấp dẫn rồi, nếu bạn nào ăn được ấy thấy rất là ngon đúng không? Sau khi mà nó đã vàng như thế này thì bắt đầu mình cho lòng vào mình xào, rất là thơm đấy các bạn ạ. Đấy, các bạn xào nó lên thì các bạn cứ xào, cũng không cần phải cho lửa quá to các bạn nhé. Thì các bạn, vì là mình đã trần một lần rồi thì nó cũng rất là nhanh chín thôi. Khi mà các bạn thấy hai cái đầu lòng ấy nó quặn lại rồi đấy, chứng tỏ là gần được rồi đấy ạ. Mình đổ luôn cái hành và ướp vào mình đảo nữa. Thì thực ra là mình đã ướp rất là vừa vặn rồi, nếu mà các bạn cho thêm là sẽ bị mặn đấy ạ. Thế là xong, bây giờ là mình cho thêm xíu mì chính vào. Đấy. Và một chút hành lá mà mình đảo lên cái là xong các bạn nhé.
Đấy, thế là bây giờ xong rồi, bây giờ mình cho ra đĩa thôi các bạn ạ. Rất thơm ngon. Đấy, thế là sản phẩm lòng xào xả ớt của mình đến đây đã xong rồi đấy. Rất thơm ngon và hấp dẫn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé. Chúc các bạn làm và thành công. Xin hẹn gặp lại các bạn những video mới nhất nhé. Xin chúc các bạn làm thật ngon.